bộ. Bây giờ tôi bảo với các cô nào là đồng cảm nhất đấy, đúng không? Thank you.
Cây chồng vui vậy. Chúc mừng là mới khỏe mạnh nha. Nó phải có việc, đi đâu cũng đi đưa chị lên để nhận. Người đi đâu thì anh đi đâu? Đứng đây để nghe. Chứ ở đây tưởng đi về. Đánh bài hóng. Tưởng đi về. Nói về một tuần đó là thành phố Việt Dương chào xuân mới, chúng ta chào xuân đây. Vâng, do tập thể nam nữ tiếp viên của đoàn đi vào tin công tác rất xa, hôm nay chỉ có bà Nguyễn Thị Thu là bà cũng là cụ mừng thọ đây đúng không? Bà lên sân khấu ra, xin mời bà lên sân khấu hát bài hát thành phố Việt Dương chào xuân mới. Vâng. Từ trong lòng xưa
Tiếp theo chương trình, các ca sĩ vừa được đăng ký. Vâng, anh ai theo đâu nhở? Anh có theo đâu? Hôm nay là bố mẹ mừng thọ, trong thọ. Và anh có tình cảm rất là tràn đầy. Anh Linh có tâm sự và lời bằng những cái ca khúc hoặc bài thơ thay bố Việt và bà Luyện ở đây. Và xin mời là... Dạ, vâng. Đây là ngày mừng các cụ của các bạn. Cháu là con ông Nguyễn Văn Duyệt, con Nguyễn Duyệt. Cũng biểu diễn có yêu cùng chương trình bài một bài hát. Đó là bài hát Tấm Áo Chiến Sĩ Cảnh Văn Xưa của Hải Thích Văn Tí. Già lắm, nhưng chương trình các cô 49 cụ mừng thọ còn dài, cho nên là ban chỉ xin lỗi các ca sĩ đang thiếu này chưa được hát. Vâng, và xin cảm ơn các cô, các anh các chị, ca sĩ bây giờ chúng ta cho một tràng pháo tay nữa. Vâng, và bây giờ chương trình bắt đầu chính thức thì mời ban chỉ. Thank you.